Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Sơn. Tôi hiện nay đang là chuyên gia huấn luyện về tư duy, tâm thế và kỹ năng mềm. Trước đây tôi là giảng viên kỹ năng mềm của Đại học FPT, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành Thành phố Hồ Chí Minh. Và về sau này thì tôi làm giảng viên nội bộ chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho tập đoàn FPT. Và hiện nay thì tôi đang là giảng viên cao cấp của Ngân hàng Quân đội MB Bank. Ngày hôm nay tôi rất vui được cùng với các bạn để chúng ta tìm hiểu về một khóa học mà tôi cho rằng rất cần thiết và rất hữu dụng cho cuộc sống của các bạn. Đặc biệt là dành cho những bạn nào mà khao khát tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc, bình an, trù phú và nhiều niềm vui. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một chủ đề, đó là tư duy tích cực, bí quyết tư duy tích cực. Xin mời các bạn cùng tham gia vào khóa học cùng với chúng tôi.